cái giờ rồi thấy nhìn nghiêng quen tả lãm rồi nha, nhưng rộng đau á, không thấy mặt đâu, nghiêng qua đây nghiêng đi, cứ tả lãm lấy mấy cái nhỏ luôn. Lấy mấy cái to chứ tại sao lấy mấy cái nhỏ, mấy cái to đây để nó rủa rồi sao tả lãm à, chi đâu sợ thanh niên, cái đau đau nằm im đi thanh niên mà sợ chi. Thả lãm nó đừng có gồng. Gồng là đau lắm. Gồng là chị bé bóp mạnh là đau hơn nữa. Thả lãm là chị bé bóp nhẹ. Thả lãm đó. Thả lỏng đây cô, cứ thả lỏng ra đi, đi về lần là quen chi đâu mà. Thì thấy cái mặt sạch thấy mụn gì cái mặt chị mua 700 1 triệu thì giống cũng được hết. Mấy thằng đây chắc có mình bầu cho nó thôi chứ không, bị nó tự dớt là khó hơn. Không, thằng đây đừng tự giác, thằng này nó không đi lấy mụn thì làm sao mà nó hết được. Không bao giờ hết cái mình lấy sạch ra chứ. Ông cứ sợ lấy ra là cái mặt nó sưng nó đỏ, ông cứ thả nó kỹ cho nó sưng ngày ba ngày. Thiên quá em. Anh cụ không sạch là tay đầu bẩn, anh cạo đến mặt còn như là phải lấy vợ sớm chứ. Đúng rồi, chứ vợ về gọi. Còn mà vợ rút mấy câu vẫn lười nữa là đi cạo lung đó. Mấy tủ lên xe ba nè. Mày đứa bây giờ xíu nè. Nói chị nè, nghe thiệt á nghe. Em lộ mất mặt ghê. Chị có buồn mà nghe nó xả mà. Để cho mấy em đi, anh có động lực. Không mà đến cái tuổi đi là con trai lo hơn con gái. Ừ. Cái đoạn giai đoạn đi là con cao to á, lớp mấy rồi chị hay là... Lớp 11 á. Trường cao to. Lớp 9, ông lớp 11. Chát hay trời mà. Chăm từng tí luôn. Đứa giờ nó lớn dữ sợ hay. Cao mượn dữ sợ. Đi mà đi mình nắng à, ai nghĩ gì thanh niên chứ ai nghĩ đi học. Đúng rồi, ai cũng nói mà. Ai cũng nói mà thanh niên rồi chứ đâu có phải là lớp 11 nữa. Ta đúng mà. Chị rung cái đứa con. Nói gì? Đau đó. Làm vài lần nữa quen, mặn dày lên. Không mà, biết là như mình đầu nó đau lắm. Đau lắm, sợ đau lắm.
cái thằng cu hôm qua đó, thằng cu mà em của chị bé đó, thằng nó lần nào đi cũng vậy. Thằng nó lần nào đi cái gì nặng mấy lần cũng có nặng lần. Ghế nó biết chăm, ghế nó sợ. Con trai nó lì, con trai chịu đau. Lười rửa mặt, lười chăm. Mấy em con trai chịu đau, bạn gái, gái ráng. Con trai chịu sướng quá. Nè, cái ông cu hôm qua thiệt á. Ông trách thiệt luôn á. Ông lùn quá, ông té, ông lùn ghê lắm. Anh chị nó còn ghét, anh chị nó còn la mà. Anh chị còn ráng làm chiều vậy sợ, bố còn làm gì. Nhà chú má sát rồi mũi đâu đi. Sang ra ngoài còn nói hết chưa? Thấy tốn tiền tao ghê không? Má 14 mấy nào trong nghiện nó tốn tiền tao ghê. Con nhận con có mũi xinh thiệt. Cô mũi kiến. Dạ thấy rồi, lao, đĩa lao quá mà. Ừ mà, tới Tết cũng gặp luôn mà. Trừ về chăm tới Tết cũng còn kịp đó. Ông đù lắm, ông nói là để gần Tết rồi lột ra luôn chứ chừng mà lột ra là con đi học sưng mặt lên cái mi ngu chứ. Mi lấy ra một tháng trời cái da mới làm chứ ở đâu ra lấy ra liền làm đi. Đừng có nhái đi, tao thảm là đừng có nhái. Đừng có nhái. Nó nhái dính đầu, nhái mới là đâm kim chặt chỗ đâu. Đó, chạy đau không nhái đi. Hằng coi thử cái bếp gì tắt ra như thế hả? Tắt rồi đúng không? Tốn gì quá mà. Mà nó cũng chưa viêm nhiều quá. Viêm nó đau chịu chi nổi. Cần lớp 11 mà con đau đầu. Cần quá vậy chứ. Cái đứa đó xa này con nó ăn khổ nó chứ. Thì nếu mà mẹ chăm quá. Khổ chát luôn. Nó do cha mẹ đó. Thương con quá vậy. Chăm hơn chăm ghế mà. Thả là chăm mạnh mẽ. Cứ nằm im rồi. Đừng có gồng quá rồi, cũng rút luôn đó nghe không? Không nằm bình thường vậy chứ, cũng bình thường vậy chứ. Nhưng mà trên trán nó đau. Chị chịu trán không nổi nghe, chị là nặng trán thì chị không được tới. Cái má rồi chị chịu được mà trán chị không nổi. Trán chị nặng, ngạn đau điếng á. Miệng điếng đau rồi nhưng mà trán đau điếng à. Trán đau lắm. Nàng trái không chịu được. Dưới gì đường trái chịu không trái nghe đâu biến. Nhiều người thì họ đau với má trái là chịu được. Mà thấy đa số ai cũng đau trái. Nặng xong về thôi kê nó đỡ gì nữa. Nó nhẹ mặt liền.